Cây cói là cây thuộc họ thân cỏ, được trồng nhiều ở các vùng ven biển nước ta. Từ xưa, ông cha ta đã biết sử dụng cói để đan dệt thành những sản phẩm thô phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, trong đó được dùng nhiều nhất là sản phẩm chiếu cói. Từ đôi bàn tay tinh tế, khéo léo của những nghệ nhân thủ công, những thân cói khô đanh trở nên mềm mại, biến thành những chiếc chiếu, chiếc thảm bền đẹp. Dù đã trải qua nhiều thời kỳ và phương thức, song kỹ thuật dệt cói truyền thống về cơ bản vẫn được áp dụng đến ngày nay. Người dân Kim Sơn, Ninh Bình có đặc thù sống trong cái nôi làng nghề cói từ cách đây hàng trăm năm, nên có đầy đủ tố chất của những người thợ thủ công với đôi bàn tay khéo léo, linh hoạt, nhanh nhạy và đam mê với nghề. Ngược dòng lịch sử, nghề chế biến và dệt cói truyền thống đã có từ lâu, gắn bó chặt chẽ với cuộc sống người dân nơi đây. Nhưng nghề này được tổ chức một cách quy mô từ những năm đầu thế kỷ 20. Dân Kim Sơn dùng cây cói làm nhiều sản phẩm như chiếu, thảm, làn, khay hay túi xách. Song nổi tiếng vang danh nhất vẫn là những chiếc chiếu cói. Ngày xưa, nguyên liệu cói luôn có sẵn tại địa phương. Nhưng từ khi có nhiều chuyển đổi trong việc xây dựng nông thôn mới, người dân Kim Sơn phải đặt mua cói tại nhiều địa phương khác để đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Chủ yếu cói hiện nay được lấy từ vùng trồng cói Nga Sơn, Thanh Hóa. Muốn có sản phẩm chiếu cói đẹp thì nguyên liệu cói phải đảm bảo yêu cầu sợi dài, trắng và đẹp. Cói được phân loại theo độ dài, dùng cho những kích thước chiếu khác nhau và phải đảm bảo phơi đủ độ nắng. Cây cói ấy, thì nó phải được nắng, cắt này, xong bắt đầu chẻ này, được nắng này. Còn nếu mà không được nắng mà chả may mà cắt xong, chẻ xong, xong phơi ra, xong bắt đầu bị trời mưa, là coi như là cái công đoạn đấy là cái cây cói đấy là cái cây cói kém chất lượng rồi. Vì cho nên rằng là cái cây cói nó phải được nắng, 3 nắng, ít nhất là phải từ 3 nắng thì cây cói nó mới là trắng xanh. Đấy, màu nó phủ dài, chân diệt cao rồi là chúng tôi phải xem những chất lượng nào đẹp thì chúng tôi mới đưa vào làm hàng chiếu trắng này. Công cụ để thực hiện việc dệt chiếu gọi là dàn dệt chiếu hay có nơi gọi là bàn dệt. Những dàn dệt này có kết cấu khá đơn giản, người thợ có thể tự đóng tại nhà. Hai đoạn rông được mắc cố định ở hai đầu dàn bằng những sợi đay dài song song với nhau. Đay được dùng để làm sợi dọc xuyên qua lõi của cái go, có tác dụng kết nối những sợi cói ngang, giúp cho mặt chiếu bền chắc. Đay phải được căng thẳng hàng và ghi chặt để khi dệt chiếu không bị võng. Có một số bây giờ cải tiến lại nó là tiếp sắt, nhưng mà ngày xưa thì là các cố cứ chặt cái que tre ấy, các cố buộc đóng cọc tre xong đâu các cố buộc thì một thời gian là nó cứ thối cái cọc ở dưới đấy. Thì bây giờ thời đại bây giờ là sắt thép nó nhiều, thì bây giờ tôi tự chế ra để làm những các cái ống gian chẳng hạn. Thí dụ tôi vươn bao nhiêu tôi cứ rút lên tôi nhấc ra dài bao nhiêu là do chúng tôi. Đấy là cái tọa độ là mình phải tính cái cỡ chiếu bao nhiêu thì mình vươn ra thì cái mối tóm nó không bị vào chiếu. Công đoạn mắc dàn đay
quyết định kích cỡ của chiếc chiếu, loại chiếu mà người thợ muốn làm. Kích cỡ phụ thuộc độ dài của go, khoảng cách giữa hai đường đay dọc hai mé ngoài khi răng đay. Công đoạn dệt chiếu bao giờ cũng phải có hai người phối hợp nhịp nhàng với nhau. Một người dập go bắt mép chiếu và một người văng cói vào đường dệt. Người ngồi bên ngoài phía tay phải của người dệt dùng một que dài để văng sợi cói vào dàn dệt, trong nghề gọi là que văng. Văng sợi cói cũng phải có kỹ thuật, cứ đưa một sợi gốc thì lại đến một sợi ngọn, so le, đều nhau như vậy sẽ giúp cho màu sắc của mặt chiếu được phân bổ đều hơn. Mỗi lần sợi cói được văng vào là một lần người dập go phải kết hai đầu cói làm biên cói. Cứ như vậy tiếp nối nhau cho đến khi hoàn thành xong một lá chiếu. Trước kia là bố mẹ để lại thời cha ông thì là làm néo nó dài bằng này, xong bắt đầu là đưa cái que như cái đũa cả đấy, xong bắt đầu là quay để cho nó căng ra. Nhưng mà bây giờ mỗi một thời đại nó một khác nhau, thì bây giờ chúng tôi phải đưa vào làm sao mà để tiết kiệm nhất mà giá thành làm sao phải hạ thì mới tiêu được sản phẩm. Thứ nhất là cái sợi đai đây là chúng tôi là toàn bộ là chúng tôi đưa vào là sao căn. Thí dụ như lá chiếu nó là 2 mét. Đấy, thì chúng tôi căn làm sao cái mối tóm nối của chúng tôi. Trước kia thì các cố nối cả cầu dài nữa thì nó nguyên liệu nó tốn nhiều. Thì bây giờ chúng tôi đưa vào chúng tôi mắc đến cái thí dụ như 2 mét đến cái mối tóm ấy, làm sao phải tính toán làm sao cho nó đừng vào cái lá chiếu thì mặt chiếu nó phải phẳng với đẹp. À, hai người xong một lá chiếu, một người giật thì một người văng. Còn một người giật là một người văng, đúng không ạ? Xong bắt đầu là đến khi nếu mà mình muốn giật chiếu dày thì là phải thay đổi nhau. Thí dụ như thế này, chúng tôi giật xong một ghế thì lại người khác xuống văng. Xong bắt đầu lại người khác lên giật, còn lại người khác xuống văng. Thì là hai người cứ thay đổi nhau thì đỡ mất sức khỏe mà chiếu nó đẹp hơn. Bắt đầu là làm chiếu là mặc đay, xong bắt đầu là ghi xong rồi mới bắt đầu tiến hành giật. Giật xong một lúc thì lên, cho nó căng dàn lên, xong bắt đầu nó mới làm được. Trong thời gian một cái chiếu thì giật độ khoảng 5 tiếng đồng hồ với là chiếu chuẩn, còn chiếu bình thường nó lại độ 3 tiếng. Khi chiếu được dệt xong, đủ kích thước cần thiết, người thợ sẽ tháo chiếu ra khỏi dàn. Những đoạn đay thừa ra khoảng 10 đến 15cm được cắt từ hai đầu rông và được ghim lại. Một tấm chiếu đạt yêu cầu khi dệt xong phải trơn nhẵn, có độ mềm vừa phải, đường biên của các sợi cói được dệt chặt chẽ. Qua biết bao sự chuẩn bị, chọn lựa và công sức, người thợ mới hoàn thành được tấm chiếu cói bền đẹp. Chiếu cói có ưu điểm hiếm thấy ở nhiều loại sản phẩm từ cây lá khác, đó là mát về mùa hè, ấm về mùa đông, thoáng, êm, nhẹ, thơm tho, dễ giặt, mau khô, bền và sáng đẹp. Đặc tính này của chiếu cói là phù hợp nhất với điều kiện sống và môi trường ẩm của nước ta. Tấm chiếu cói Kim Sơn còn thơm mùi cói nơi đồng ruộng từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ làng nghề đã đi khắp bốn phương để vang danh một vùng đất. Đã có thời gian, tưởng như những sản phẩm của công nghiệp hiện đại như chiếu dệt máy, chiếu nhựa lấn át thị trường của chiếu cói thủ công. Nhưng rồi qua những lần sử dụng và đánh giá của khách hàng, mặt hàng chiếu cói truyền thống
vẫn đứng vững nhờ độ bền đẹp, thời gian sử dụng có thể lên đến chục năm. Bên cạnh sản phẩm chiếu cói vàng danh, những mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác được làm từ cói cũng đang được thị trường ưa chuộng. Nhu cầu cuộc sống hiện đại càng nhiều thì mặt hàng làm từ cói cũng càng đa dạng hơn. Có thể chỉ là những chiếc hộp, chiếc khay nhỏ đựng đồ, đến những túi xách, làn, đồ trang trí trong các gia đình. Đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thoăn thoắt, linh hoạt đưa những thân cói khô đành trở thành những sản phẩm màu sắc và sống động. Gia đình chúng tôi đây là làm cái nghề này là nghề cổ truyền rồi. Còn những thí dụ như thế là cái nghề thủ công, nghề đan nát, đan bồng bồng, đan cói, rồi là đan mũ, các hàng lưu niệm. Nói chung là cái cói ở Kim Sơn này nó cũng đa dạng lắm. Các loại cỡ cói là nói chung đưa vào các sản phẩm đều là tiêu thụ được hết. Sản phẩm cói của Kim Sơn thì cái ưu điểm của nó là dùng thì rất là đẹp mà không độc hại gì đến cho người tiêu dùng. Bởi vì là cái hàng cói này là mình mua về là mình chỉ rãi để mình dùng thôi, chứ mình không qua sấy sinh, không có qua một cái thì có một cái chất độc hại gì để làm ảnh hưởng cho những người mà trực tiếp làm những cái sản phẩm này ra. Và đã được những cái thuận lợi cho những người sản xuất ra này, xong lại thuận lợi cả cho những người được tiêu dùng nữa. Cái hay của làng nghề nơi đây là đã mang lại những sản phẩm với nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nghiệp, an toàn và tự nhiên cho cả người làm nghề và người sử dụng. Những cây cói lấy trực tiếp từ ruộng cói, phơi khô quá nắng, không hề qua một công đoạn sấy hay tẩm thêm nhiên liệu để giữ màu sắc hay tăng độ mềm dẻo. Quá trình dệt cói đều được làm hoàn toàn bằng thủ công với công cụ từ những nguyên liệu thân thuộc như gỗ tre, dây đay. Tất cả đã tạo nên một quy trình với những sản phẩm xanh, an toàn cho người sử dụng. Kim Sơn chỉ là một trong nhiều làng nghề đan dệt cói vẫn còn tiếp tục tồn tại và phát triển cho đến ngày nay. Sẽ cần nhiều hơn nữa sự thay đổi về mẫu mã, kiểu dáng, những sáng tạo trong quá trình sản xuất sản phẩm để những làng nghề đứng vững giữa thời buổi kinh tế thị trường. Tuy nhiên, hồn cốt mang lại giá trị cho những sản phẩm dệt cói vẫn đến từ đôi bàn tay, tài hoa, khéo léo của người thợ, dựa trên những tri thức về kỹ thuật làm nghề truyền thống được đúc kết truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.